có thể cắt giảm ngân sách dành cho quốc phòng, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến các chương trình cứu hộ và nhân đạo mà quân đội Mỹ đang thực hiện ở châu Á. Đề đốc Kathleen Creighton thuộc Bộ Tư lệnh Hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương nói rằng cắt giảm ngân sách là điều mọi quốc gia đều gặp phải. Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã gặp đại diện của 5 cộng đồng thiểu số đông dân nhất, cùng bàn thảo về những bước tiến cần có trước khi ký kết bản hiệp ước ngừng bắn, chấm dứt những cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các lực lượng dân quân thiểu số đòi tự trị. Bản hiệp ước dự định sẽ được ký kết vào ngày 29 tháng này. Chính phủ Nhật Bản khuyến cáo di tản 900.000 cư dân ở nhiều nơi, kể cả khu vực ngoại ô Tokyo để tránh hậu quả do trận bão Eta thổi qua Nhật Bản vào ngày hôm nay. Đã có hàng chục người bị thương, gió bão đã quật ngã cây cối, làm mất điện và gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi, kể cả khu dân cư ở vùng ngoại ô Tokyo. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng tất cả các quốc gia thành viên EU đều phải cam kết sẽ nhận cho tập thể những người tìm đường sang định cư ở châu Âu. Bà nói rằng các nước thành viên EU cần phải thông qua một thỏa ước cam kết nhận người tị nạn và không nước nào được quyền đưa ra con số tối đa là sẽ nhận bao nhiêu người.